Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giải bài tập số 28 tính ước số lẻ lớn nhất của số nguyên dương n. Đấy. Thì cái yêu cầu của bài này như thế nào? Thì mình sẽ đưa ra một cái ví dụ để cho các bạn có thể hình dung được. Đấy. Với cái số nguyên dương n ở đây mình ví dụ cho nó bằng 9. Và từ đó thì mình sẽ tìm được cái ước của nó là 1, 3, 9 đúng không ạ? Đấy. Và từ những cái ước đây 139 đây, ước số lẻ 139 đây, thì mình sẽ tìm được cái ước số lớn nhất của nó là 9 đúng không ạ? Đấy, trong số 139 thì 9 là số lớn nhất đúng không ạ? Đấy, thì yêu cầu của bài tập này tính là tìm cái ước số lẻ lớn nhất số 9 đấy. Đấy. Rồi thì mình sẽ đi vào cái code. Thì đầu tiên mình cũng sẽ phải khai báo một số cái thư viện cần thiết cho nó, Studio, Corneo hay là Math. Và sau đó sẽ tiếp tục đến vào cái hàm main. Đấy. Và trong hàm main này thì đầu tiên mình sẽ phải khai báo cái biến n. Và khai báo một cái biến là min bằng xin lỗi các bạn, ở đây ta cần khai báo một biến là max đúng không ạ? Yeah. Để cho nó dễ hiểu thì ta khai báo là max. Đây mình sẽ khai báo cho max là bằng 0. Rồi. Sau đó sẽ cần phải in ra màn hình một số các câu lệnh để chúng ta nhập vào n. Đây là xin mời nhập n. Sau khi print thì ta phải sử dụng cái câu lệnh scanf. Đây sẽ là phần trăm d đúng không ạ? Vì n là số nguyên và n để chấm phẩy đúng không ạ? Rồi sau khi đã nhập vào n thì chúng ta sẽ sử dụng một cái vòng lặp for để làm gì? Mục đích của cái vòng lặp for này nó sẽ đi tính ra cái sử dụng một cái biến chạy là y bằng 1, khởi tạo cho nó giá trị ban đầu bằng 1 và sau đó so sánh cái biểu thức điều kiện của nó sẽ là y bé nó bằng n và đây sẽ là y cộng cộng. Rồi cái biến chạy y này có nghĩa gì đúng không? Thì nó có ý nghĩa là chúng ta sẽ lấy cái giá trị n này và chia cho giá trị y. Đấy. Nếu như mà nó chia hết thì y sẽ là ước của n. Đấy, thì đó là cái ý nghĩa của nó và nó sẽ y nó sẽ chạy từ 1 cho đến n. Đấy. Thì đây, nếu như mình sử dụng một cái câu lệnh if nếu như mà n chia cho hết cho y đúng không ạ? Chia hết tức là cái phần dư của nó sẽ bằng 0 đúng không ạ? Và tiếp theo thì mình sẽ sử dụng một câu lệnh if tiếp vì ta cần là ước số lẻ đúng không ạ? Đấy. Thì ta cần phải sử dụng thêm một cái câu lệnh if tiếp để lấy được cái số lẻ. Số ước là lẻ y phần trăm cho 2 mà bằng 1 đúng không ạ? Tức là y chia cho 2 mà dư 1 đúng không ạ? Thì đây là số lẻ đúng không ạ? Một số mà chia cho 2 mà dư 1 thì đó là số lẻ đúng không ạ? Thì lúc đó sẽ print ra cái y phần trăm y in ra cái giá trị số lẻ đó đúng không ạ? Và đây địa chỉ của nó sẽ là y. Và nếu như mà cái y ở vừa ở trên đây, ta cần phải đặt đây vào cái dấu móc. Đấy. Và nếu như mà cái y ở trên mà nó lớn hơn max, lớn hơn cái số max ban đầu mình đã cho khai báo đây, thì gán max bằng y. Đấy. Và sau đó sẽ print ra
Ở đây mình thiếu một cái dấu móc rồi. Sau đó sẽ in ra cái giá trị của cái giá trị max ạ. Giá trị số lẻ lớn nhất ạ. Ở đây mình sẽ đặt là ước số lẻ lớn nhất là, rồi ok, đây sẽ là phần trăm d đúng không ạ, và địa chỉ của nó sẽ là biến max, rồi chấm phẩy. Ở đây mình sẽ sử dụng thêm một cái câu lệnh get để dừng cái màn hình lại. Rồi thì đây là toàn bộ cái code của chương trình. Mình sẽ nói lại một chút ạ. Thì đầu tiên mình sẽ gắn một cái biến max khởi tạo cho nó bằng 0. Đấy. Và sau đó sử dụng một cái vòng lập for với cái biến chạy là y. Y sẽ chạy từ 1 cho đến n và sau đó sẽ lấy n chia cho y. Nếu như mà n chia cho y thì tiếp tục kiểm tra xem cái y này nó có phải là số lẻ không. Đấy. Và nếu như y là số lẻ thì in ra y và tiếp tục kiểm tra xem y có lớn hơn max hay không. Đúng. Nếu y lớn hơn max, giá trị max đấy, thì sẽ gán max cho y, max bằng y, và sau đó sẽ in ra cái giá trị max. Rồi mình sẽ chạy cho các bạn xem. Ở đây mình sẽ nhập số n là 9. Ở đây nó in ra số lớn nhất là 13, 39, 9. Đấy. Thì ở đây mình sẽ giải thích như sau, vì sao là như vậy. Nó in như này thì chắc chắn là lỗi rồi đúng không ạ? Đấy. Mình sẽ khắc phục cho các bạn. Thì vì sao là như vậy thì mình sẽ chạy lại rồi sẽ chỉ cho các bạn xem. Ở đây mình tự nhập là 9 nha. Rồi, 9. Ở đây nó ra cái số lẻ lớn nhất là 13 và 9 đúng không ạ? 9 đúng không ạ? Bây giờ là sai đúng không ạ? Đấy. Thì ở đây mình sẽ chỉ cho các bạn luôn. Bởi vì là cái câu lệnh print này đấy, mình đặt nó ở trong cái dấu móc nhọn này, đúng không ạ? Bây giờ thì nó sẽ in ra cái giá trị mà nó chồng lên nhau được. Nên là mình cần phải đặt cái câu lệnh print này nó ra phía bên ngoài cái dấu móc này, câu lệnh if này, đúng không ạ? Thì nó sẽ in ra cái câu lệnh chính xác hơn. Rồi mình sẽ chạy lại cái chương trình cho các bạn xem. Đấy. Sau khi đưa cái câu lệnh print này ra khỏi cái dấu móc nhọn, ra khỏi cái khối lệnh trong cái câu lệnh if đấy. Ở đây mình sẽ nhập là 9 nha. Đấy, thì nó đã in ra ước số của nó là 139 đúng không ạ? Và ước số lẻ lớn nhất của nó là 9 đúng không ạ? Ở đây các bạn có thấy số 139 nó liền nhau đúng không ạ? Thì mình sẽ cho nó co ra cho nó đẹp đấy. Đây. Mình sẽ làm cho nó đẹp hơn. Xuống dòng này. Đấy. Rồi, sẽ chạy lại cái chương trình. Đây, mình nhập lại là 9. Đấy, như thế thì các ước lẻ của nó đã được tách ra và chúng ta có thể dễ dàng quan sát. Đấy, và nó cũng cho kết quả số lẻ lớn nhất là 9 đúng không ạ? Rồi, bây giờ mình sẽ thử với một cái ví dụ khác. Ví dụ mình nhập đây là 4. Đấy, thì ước số lẻ lớn nhất của nó là 1 đúng không ạ? Đấy. Ước của 4 là 1, 2, 4. Vậy thì ước chỉ có một số lẻ là 1 đúng không ạ? Và nó đã là tìm được ra cái số lẻ, ước số lẻ lớn nhất là 1. Thì trên đây là cái bài tập dạy về cách tính ước số lẻ lớn nhất của một số nguyên dương n. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau.